kính chào bà con cô bác và các bạn đã quay lại kênh Đặc sản miền Tây. Thì hôm nay kênh Đặc sản miền Tây xin giới thiệu đến bà con một cái mô hình chăn nuôi và trồng trọt, một cái đặc sản rất là quen thuộc với bà con miền Tây. Thì hy vọng là bà con cô bác và các bạn cùng đồng hành với kênh, nhấn nút đăng ký để có thể cập nhật được các cái video mới nhất kênh lên sóng, như tạo động lực để anh em chúng tôi có thể làm thật nhiều video gửi đến bà con. Thì quay lại chủ đề hôm nay, thì xin giới thiệu đến bà con một cái mô hình trồng trọt và chăn nuôi. Và như bà con đã thấy thì đây là một cái ao của anh em chúng tôi. Ao này có diện tích là mặt nước là hơn 1.000 mét vuông. Thì hiện tại dưới ao thì chúng tôi đang trồng bông súng. Đây, bông súng. Phía trên bờ này thì hiện tại là chúng tôi đang trồng bạc hà. Và sắp tới đây thì cặp mé này chúng tôi sẽ trồng bông điên điển Thái. Và dưới ao này thì chúng tôi sẽ nuôi bù đen á, ốc bù mình và ốc lát. Thì hiện tại chúng tôi đang thả khoảng 8.000 ốc con và khoảng 2.000 ốc bố mẹ. Đây, mấy con thấy nó nổi lên đây. Thì hai mặt ao này là chúng tôi đang trồng 3 đợt bông súng. Thì như bà con đã biết thì ốc bu đen mình đấy, hiện tại cung ra thị trường không đủ, do là ngoài đồng nó không còn nữa, ốc bu già nó ngoài đồng thì còn ốc bu già nó đã diệt hết rồi. Thì hiện tại chỉ còn là trong vườn mà con cô bác đi vớt và bán thôi, nhưng cung ứng ở thị trường thì không đủ. Con đu này nuôi cũng khá dễ, nó đã chúng tôi trồng bông súng này thì sẽ cho nó ăn luôn, nó sẽ ăn bông súng. Đây, như bà con thấy nó đang đu lên. Đây là ốc bố mẹ rất là lớn. Ốc bố mẹ này thì chúng tôi bắt ngoài tự nhiên. Chúng tôi có một cái ao sen cũng tầm 5.000 mét vuông, thì trong ấy nó có ốc tự nhiên, chúng tôi bắt đem về đây. Thì mô hình này chúng tôi đã làm được hơn 1 tháng, con súng nó đang phát triển. Đây là một mô hình kết hợp, tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Thì giá của ốc bu hiện tại trên thị trường thì cũng khá cao, hiện tại là ốc nhất là khoảng 55.000 cả người thương lái. Còn nói về bông súng thì tôi nghĩ là nó cũng không giá trị không cao, nhưng mà chủ yếu là trồng để cho ốc bu nó ăn. Còn về bông điên điển, bông điên điển Thái, thì bông điên điển thì tôi nghĩ là có giá trị. Và bông điên điển này thì nó có bông quanh năm, chúng ta sẽ thu hoạch nó quanh năm. Và tới hiện tại thì ngoài chợ tới điểm này là mùa nước,
nhưng mà giá thì tầm 25 đến 26 ngàn một ký. Thì tôi nghĩ là cái bông điển này có thể đem thu nhập. Về cái mô hình tại cái ao này thì tầm khoảng 2 tháng nữa chúng tôi sẽ thu lại kết quả. Từ đây tới đó chúng tôi cái miền Tây sẽ gửi đến các bạn các cái kỹ thuật cũng như cách để chăm sóc của cái mô hình này. Hiện tại thì tôi có một cái ao tầm 2.000 mét vuông đây, dài ra ngoài. Tôi đang cấy mông súng thì tầm một tháng nữa chúng tôi sẽ thả giống xuống đây và trồng miếng điện dọc ra ngoài ngoài luôn. Đấy. Thì đây là một mô hình có thể nói là tại địa phương chúng tôi thì rất là mới, chỉ có chúng tôi mới bắt đầu áp dụng. Vậy là giới thiệu về mô hình thôi. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm các video phía sau. Thì hy vọng là bà con cô bác hãy cùng đồng hành với kênh một cách đăng ký để có thể cập nhật được các video mới nhất mà kênh mang đến. Xin chào bà con và các bạn.